5 năm thần hoa ngữ với vẻ ngoài quá đẹp trai trong nửa đầu năm 2019. Điểm lại, đầu năm đến nay, nhà sản xuất phim Trung Quốc rất biết cách lấy lòng khán giả khi cứ liên tiếp tung ra những bộ phim có sức hút. Không chỉ đến từ mặt nội dung, điểm nhấn chính là các nam thần triệu like như Đặng Luân, Chu Nhất Long, Lâm Nhất. Mỗi người một vẻ, nhưng chung quy lại, ai nấy đều phải công nhận, nhờ vẻ ngoài điển trai của họ chính là mồi nhử lớn nhất để thu hút lượng lớn khán giả theo dõi các bộ phim này. Thứ nhất, Chu Nhất Long. Trước đây, Chu Nhất Long đã từng góp mặt trong các bộ phim nổi tiếng như Mị Nguyệt Truyện với vai diễn Doanh Tắc. Tuy nhiên, vai diễn trong bộ phim nổi tiếng này cũng chưa đủ sức nặng kéo danh tiếng của Chu Nhất Long ra khỏi tảng băng chìm. Sau nhiều năm phấn đấu trong nghề, với sức trẻ và tận dụng triệt để gương mặt nam thần này, Doanh Tắc năm nào trong Mị Nguyệt Truyện đã có thể có bước đột phá kể từ khi đóng Đam Mỹ Anh Em Trấn Hồn với hình tượng thầy thầm. Đầu năm 2019, Chu Nhất Long kết hợp ăn ý với vợ chồng Triệu Lệ Dĩnh trong bộ phim Minh Lan Truyện đã thu hút sự chú ý của phần đông cư dân mạng. Mới đây, cái tên Chu Nhất Long lọt top đề cử giải thưởng Bạch Ngọc Lan đã khẳng định năng lực của anh. Thứ hai, Đặng Luân. Sau thành công vang dội từ bộ phim Hương Mật Tựa Khói Sương năm 2018, nam thần hoa ngữ này không làm các fan phải thất vọng khi hợp tác cùng nàng thơ Angela Baby trong bộ phim mới phát sóng là Người Bạn Thật Sự Của Tôi. Thứ ba, Trần Tinh Húc. Thái tử Trung Nguyên ngày ấy đã từng bị đánh giá là diễn xuất chưa sâu, chưa thể hóa thân xuất sắc thành một cố tiểu ngũ si tình. Nhưng hot boy Đông Cung mới chỉ 23 tuổi thôi, sự nghiệp của anh phía trước còn rất dài. Thứ tư, Lâm Nhất. Ai đi học mà không từng có một thời crush anh bạn học giỏi đáng mến nào đấy? Nếu vậy thì còn chần chờ gì nữa, còn không mau xem ngày gửi thời thanh xuân ấm áp. Bạn học Cố Vị Dịch do Tiểu Thịt Tươi Lâm Nhất đóng chính chắc chắn không gây thất vọng. Đây được đánh giá là vai diễn thành công của bạn học Cố, thậm chí khán giả cho rằng diễn xuất cũng như gương mặt hot boy sinh năm 1999 ăn đứt Hồ Nhất Thiên. Cất hái từ bộ phim Thanh Xuân Trốn Học Đường sẽ là đòn bẩy cho sự nghiệp của nam diễn viên trẻ triển vọng sau này của Lâm Nhất. Thứ năm, Trương Vũ Kiếm. Phát sóng được một thời gian, bộ phim Anh Chỉ Thích Em đã làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng phim Trung Quốc, thu hút đông đảo khán giả và người hâm mộ đón xem. Hình tượng Ekun ngôn mặc trong phim đã chứng minh nam thần cũng có thể trở thành vựa muối.